Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là SP Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi cái trò chơi Surfingers. Quái gì đây không biết nữa. À, hình như là lướt ván này. Hay lướt sóng. We don't. Ok. Thấp thì mình cho lên, cao thì mình hạ xuống này. Ui, ui. Cái quả này phải đưa lên ấy, mình cho nhầm nha. Bắt đang cái đà đưa lên thì có cái gì xuống này. Hụt thận ra này. Làm không đúng là toan. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Đó, chậm một cái thôi là toan luôn đấy chứ. Game nhìn vậy thôi tưởng dễ chơi nhưng mà khó chơi lắm. Gì vậy? Game này tưởng dễ nhưng mà không dễ chơi đâu nha. Cái gì vậy trời, má quả bóng là hôm qua. Hấp dẫn. Cái này gọi là game nhất. Ok, mình xin kết thúc video đấy nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.